tiết lộ gây sốc về những bí ẩn của đặc khu 51, bằng chứng về người ngoài hành tinh. Trong nhiều thập kỷ, cơ sở không quân Area 51 tại Nevada đã được xem như là trung tâm của thuyết âm mưu xoay quanh những bằng chứng cho thấy sự tồn tại của người ngoài hành tinh và công nghệ của họ ẩn giấu đằng sau những bức tường của khu vực quân sự, những cuốn sách, chương trình TV hay thậm chí các cuộc đột kích trực tuyến quy mô lớn đã tìm mọi cách cố gắng để nhìn được sau bức tường, cho dù chỉ là thoáng qua, mặc cho những cảnh báo rõ ràng chống lại kẻ xâm phạm của căn cứ. Vậy điều gì đã làm nên sức hút của khu vực này? Thực sự chuyện gì đã xảy ra? 1. Bí ẩn khu vực tuyệt mật nhất nước Mỹ, vùng 51. Nằm cách Las Vegas gần 100 km về phía Bắc, với diện tích 920 km2, vùng 51 được coi là nơi bí ẩn nhất thế giới. Vùng 51 là một căn cứ không quân tuyệt mật, được thành lập theo lệnh của Tổng thống Mỹ khi đó là Dwight Eisenhower, hoạt động lần đầu tiên vào năm 1955, như một cơ sở thử nghiệm cho các máy bay do thám U-2, đang được phát triển bởi tập đoàn Lockheed. Cái tên vùng 51 xuất phát từ cách không quân Mỹ gọi cơ sở này. Năm 1955, quân đội Mỹ cho xây dựng cơ sở thử nghiệm máy bay loại mới tại đây, thuộc một phần căn cứ không quân Nellis. Ở đây rất vắng bóng dáng người và tách biệt, nên rất thuận tiện để xây dựng một căn cứ quân sự. Vùng 51 nằm bên bờ hồ Groom, vì thế các nhà chức trách còn gọi đây là cơ sở hồ Groom. Nhưng trước năm 1994, quân đội Mỹ luôn phủ nhận về sự tồn tại của máy bay liên quân, nhưng cũng không cho phép bay trên bầu trời vùng vực cấm. Và tới nay họ vẫn không muốn tiết lộ về những thông tin liên quan tới khu vực này. Trong nhiều năm qua, vùng 51 không hề có tên trên bất cứ bản đồ hành chính nào tại Mỹ. Mặc dù khu vực này giáp danh với căn cứ không quân Nellis, nhưng các con đường dẫn tới đây đều trống trơn trên bản đồ. Hình ảnh lần đầu về vùng 51 lộ ra bên ngoài là một bức ảnh chụp từ trên cao do vệ tinh Cometa của Nga chụp được. Theo sự tiết lộ của những tài liệu từ CIA, chiếc máy bay đầu tiên đáp xuống khu vực 51 vào ngày 25 tháng 7 năm 1955. Chuyến bay thử nghiệm xuất phát từ khu vực này diễn ra vào ngày 4 tháng 8 năm 1955. Những người làm việc tại nơi này được các máy bay quân sự đón họ từ sân bay Burbank trực thuộc California vào mỗi sáng thứ hai và trả về vào mỗi tối thứ sáu bắt đầu từ ngày 3 tháng 10 năm 1955. Vào năm 1957, cơ quan tình báo CIA rời khỏi khu vực 51 và được không lực Hoa Kỳ sử dụng như một nơi để tập luyện phi công điều khiển các máy bay ném bom tàng hình U-2. Trong những tài liệu vừa được công bố, không có dòng nào nhắc đến các vật thể bay ngoài trái đất hoặc các nghiên cứu về người hành tinh khác. 2. Người ngoài hành tinh tồn tại ở khu vực 51. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cho rằng tập tài liệu này không cung cấp đầy đủ thông tin và chắc chắn còn có hàng nghìn trang tài liệu khác về nơi này. Nhiều người vẫn tin rằng một số vật thể bay không xác định xung quanh một căn cứ quân sự bí mật của Mỹ hơn nửa thế kỷ qua. Có nhiều lời đồn đại rằng đường quốc lộ 375 dẫn tới vùng 51 là nơi thường xuyên xuất hiện UFO nhất tại Mỹ, và vì thế khu vực này đã trở thành đề tài bàn tán rộng rãi rằng chính quyền liên bang đang giấu những bằng chứng về tàu vũ trụ hay người ngoài hành tinh ở đó. Sở dĩ nơi đây được liệt vào hàng bí ẩn nhất thế giới bởi những đồn đoán cho rằng khu vực 51 là nơi một phi thuyền của người ngoài hành tinh gặp nạn tại Roswell vào năm 1947. Sau đó, vào năm 1952, một người đàn ông ở Mỹ đang ngồi trong sân nhà mình cùng một người bạn thì họ nhìn thấy một vật thể lạ xuất hiện trên bầu trời. Ông đã chạy vào nhà lấy máy ảnh và chụp được 5 bức hình về chiếc UFO, vật thể bí ẩn bay ở độ cao khoảng 60 mét, sau đó tăng tốc và biến mất. Chiếc đĩa bay khi đó được mô tả có thể làm bằng kim loại rắn và có phần trên hình mái vòm trong suốt. Hai người họ nói rằng chiếc đĩa có màu xanh hoặc lam, không gây tiếng ồn và có bề ngang khoảng 10 mét. Một hình ảnh nữa được CIA công bố là một chiếc đĩa kỳ lạ, lớn, phát sáng, được cho là chụp vào ngày 20 tháng 10 năm 1960 tại Minneapolis.
Minnesota, Mỹ. Hình ảnh này chưa từng được xác nhận rằng mang nội dung gì, nhưng nó được tin là một trong những ví dụ đầu tiên cho cái gọi là UFO tàng hình, thuật ngữ ám chỉ đĩa bay ẩn nấp trong những đám mây để tránh bị phát hiện. Sau nhiều năm, phi công của 6 chiếc tiêm kích FA-18 Super Hornet báo cáo phát hiện một thứ gì đó giữa không trung và trên radar của các tàu hải quân Mỹ cùng các tiêm kích khác trong khu vực cũng phát hiện vật thể bay này ở Thái Bình Dương ngoài khơi bờ biển phía nam California ngày 14 tháng 11 năm 2004. Năm 2014 đến 2015, phi công tiêm kích thuộc lực lượng tấn công hàng không, mẫu hạm USS Theodore Roosevelt, cũng báo cáo về việc ghi nhận cảm biến phát hiện vật thể trên không không xác định. Gần đây là năm 2006, Cục Tình báo Mỹ đã công bố một số bức ảnh ghi lại những chiếc đĩa bay bí ẩn từng xuất hiện trong quá khứ mà cơ quan này chưa từng công khai trước đó. Ngoài ra, ở đặc khu 51 này cũng là nơi được phép thử nghiệm vũ khí quân sự của quân đội Mỹ. 3. Người ta có thể vào Area 51 chơi được không? Có thể nói khu 51 chính là một trong những địa danh bí ẩn nhất trên thế giới mà những lời giải đáp thật sự chưa bao giờ được công khai. Cho dù thực tế hay hư cấu, người ngoài hành tinh vẫn luôn là một sức hút du lịch lớn. Năm 1996, tiểu bang Nevada đã đổi tên tuyến đường 375 thành đường cao tốc ngoài trái đất và các điểm như là trung tâm nghiên cứu người ngoài hành tinh, rải rác khắp trên con đường. Ở phía tây của khu vực 51, có cả Cat House Alien được quảng cáo là nhà thổ, có chủ đề là người ngoài hành tinh duy nhất trên thế giới, Geocaching, trò chơi phiêu lưu ngoài trời, để săn lùng kho báu, cũng thu hút nhiều du khách vì có hơn 2.000 kho báu ẩn nằm trên đường cao tốc. Nó được coi là một trải nghiệm lớn và thú vị đối với du khách, và đặc biệt là khám phá khu vực 51 thật sự. Hầu hết không có ai có thẻ ra vào, vì thế mọi người đều thực sự tò mò rằng liệu họ có thể lái xe đến cổng trước vào cổng sau của khu căn cứ. Người dân địa phương sẽ hướng dẫn bạn vào trang web của Dreamland Resort. Đó là một nguồn thông tin tuyệt vời bao gồm bản đồ, chỉ đường lái xe và cả tài khoản trực tiếp để đi đến căn cứ. Tuy nhiên, bạn nên cẩn thận khi lên kế hoạch đi bộ đến khu vực 51. Chung quy, đó là một sa mạc. Vì vậy, nếu bạn thật sự muốn đi bộ, hãy mang theo nhiều nước, đồ ăn nhẹ cũng như dụng cụ, trang phục sử dụng phù hợp cho thời tiết ở sa mạc, bởi ngày nóng, đêm lạnh, mạng di động và GPS có thể sẽ không hoạt động được. Vì vậy, tốt nhất hãy mang theo bản đồ giấy. Bên cạnh đó, các trạm xăng rất ít và xa nhau, vì vậy hãy mang theo nhiên liệu và lốp xe dự phòng nếu bạn có dự định lái xe đến đó. Có một chi tiết thú vị là hình ảnh về vùng 51 có thể lấy được từ Google Maps. Thậm chí người ta thấy có vài nhà hàng nằm trong căn cứ, nhưng đó cũng là vài hình ảnh hiếm hoi thôi. Vì thực tế thì những hình ảnh từ vệ tinh liên quan đến vùng 51 trước kia cũng bị ngăn cấm phát tán cho đến vài năm gần đây. Hơn nữa, bạn nên xem xét thời gian tới thám hiểm thật kỹ càng, bởi ở đây có rất nhiều chương trình quân sự sẽ diễn ra. 4. Các chương trình quân sự. Khu vực cấm xung quanh vùng 51 có diện tích khoảng 1.640 km2, trung tâm là Hồ Groom, cơ sở rộng 920 km2 thường được các phi công lái máy bay quân sự gọi là Box. Chính họ cũng không được phép bay vào khu vực cấm này. Cả khu tập luyện và trường bắn Nevada bao gồm vùng 51, trường bắn thử nghiệm Tonopah và trạm thí nghiệm Nevada, trường bắn và ném bom rộng 8.320 km2 về phía bắc Las Vegas. Riêng căn cứ thử nghiệm Nevada đã chiếm 2.560 km2. Vì thế các khu vực xung quanh chịu ô nhiễm nhẹ vì những cuộc thử nghiệm vũ khí hạt nhân. Tại đây, một bài kiểm tra độ an toàn của Dự án 57 được tiến hành để mô phỏng những gì sẽ xảy ra nếu một chiếc máy bay chở bom nguyên tử bị rơi và phát tán chất phóng xạ vào môi trường. Với cách này, Dự án 57 đã trở thành cuộc thử nghiệm bom nguyên tử đầu tiên của Mỹ. Các nhà khoa học đưa ra giả thuyết rằng vụ nổ của những chất nổ cường độ cao xung quanh một đầu đạn hạt nhân sẽ phát tán plutonium vào môi trường. Tuy nhiên, lượng plutonium phát tán và diện tích chịu ảnh hưởng vẫn chưa được xác định.
Bên cạnh đó, chương trình U2 cũng đang được nhiều người quan tâm. Các cơ sở thử nghiệm không quân tại Hồ Gươm được thành lập vào tháng 4 năm 1955 do Cơ quan Tình báo Trung ương phát triển cho dự án Aquaton. Sự phát triển của Lockheed U-2, máy bay trinh sát chiến lược hạng nặng, loại máy bay U-2 này đã được phát triển mạnh tại chính khu căn cứ này. Nó cũng đã trở thành một máy bay nguy hiểm và đáng e ngại trên thế giới. Bên cạnh đó, dự án OXCART thành lập vào tháng 8 năm 1959 cho nghiên cứu chống radar, kiểm tra cấu trúc khí động học và thiết kế kỹ thuật cho tất cả các bộ phận sau này trên chiếc Lockheed A-12, bao gồm việc thử nghiệm tại Hồ Gươm, mà trước khi cải tiến trong Oxcart, các thiết bị đó là chưa đủ so với nhu cầu thiết yếu như tòa nhà căn cứ chỉ chứa được có 150 người, đường băng nhựa đường chỉ dài 1.500 mét, như thế là không đủ cho các máy bay lớn cần đường băng dài, và kho nhiên liệu hạn chế, nhà chứa máy bay và không gian căn cứ có cơ sở vật chất thấp. CIA nhận được 8 chiếc ưu giáp F-101 Voodoo cho việc đào tạo, 2 chiếc T-33 Gutting Star cho việc giảng dạy các trình bay của phi công, 1 chiếc C-130 Hedwig để vận chuyển hàng hóa, 1 chiếc U-3A cho mục đích quản lý, 1 máy bay trực thăng để tìm kiếm và cứu hộ, và 1 chiếc Cessna 180 để liên lạc. Công ty Lockheed cung cấp 1 chiếc F-104 Starfighter để sử dụng như một máy bay truy đuổi khi cần thiết. Nối tiếp sau sự mất mát một chiếc U-2, được lái bởi Francis Gary Powers trước Liên Xô, đã có nhiều cuộc thảo luận về việc sử dụng chiếc Oxcart A-12, một loại máy bay không người lái, mặc dù Kelly Johnson đã đến để ủng hộ ý tưởng về máy bay không người lái trinh sát, nhưng ông phản đối sự phát triển của một mục tiêu giả là A-12. Ông cho rằng chiếc máy bay này quá lớn và phức tạp cho một thay đổi như vậy. Tuy nhiên, không quân đã đồng ý tài trợ cho việc nghiên cứu một loại máy bay có tốc độ cao và độ cao của máy bay không người lái vào giữa năm 1962. Không quân dường như đã chuyển cho CIA để hành động làm việc này. Các dự án được chỉ định tên là Q-12. Đến tháng năm 1963, thiết kế của máy bay không người lái đã được hoàn thiện. Đồng thời, Q-12 đã trải qua một sự thay đổi về tên để phân biệt nó từ các dự án A-12 khác. Nó được đổi tên thành D-21. D-21 đầu tiên được hoàn thành vào mùa xuân năm 1964 bởi Lockheed. Sau hơn 4 tháng kiểm xuất và thử nghiệm tĩnh, chiếc máy bay đã được chuyển đến gần Hồ Gươm và lắp ráp lại. Nó đã được thực hiện từ việc phát triển hai chỗ ngồi của A-12, gọi là M-21. Khi D-21 và M-21 được ra mắt, bước đầu tiên là phải nghỉ sử dụng các chiếc U-2. Tóm lại, vùng 51 cụ thể đang ẩn giấu thứ gì thì cũng chưa thể khẳng định được, nhưng ít nhất thì thông tin về người ngoài hành tinh vẫn là không có cơ sở, và cư dân mạng cũng nên cân nhắc lại ý định tham dự sự kiện không rõ là đùa hay thật về việc đột nhập vào đây. Bởi lẽ, người phát ngôn của Không quân Mỹ mới đây đã đưa ra phát ngôn hết sức cứng rắn rằng họ sẽ làm mọi thứ để bảo vệ tài sản của Hoa Kỳ. Video tiết lộ gây sốc về những bí ẩn của đặc khu 51 và những bằng chứng về người ngoài hành tinh đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và quan tâm tới video này. Nếu thấy hay, hãy cho kênh một like và một share. Chúc các bạn có cuộc sống bình an và hạnh phúc.